nói đến Lệ Quyên. Và độ giàu của Lệ Quyên cũng không kém gì Quang Lê. Lệ Quyên giàu và khoe với diva Mỹ Linh mỗi người có một căn nhà. Trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Lệ Quyên khoe với Mỹ Linh mỗi người mình đều có một căn nhà nho nhỏ. Điều này khiến khán giả tò mò về cơ ngơi của nữ ca sĩ. Tập đầu tiên của chị Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 lên sóng thu hút nhiều quan tâm từ khán giả, đặc biệt là màn tương tác giữa các chị đại gặp gỡ ở phòng son môi. Lệ Quyên đã mời diva Mỹ Linh sang nhà chơi. Khi được đàn chị hỏi hiện đang ở nhà nào, Lệ Quyên đã đáp rằng ở đâu cũng có một căn nhà nhỏ nhỏ thôi chị. Cái câu trả lời này đã khiến diva Mỹ Linh choáng váng và hỏi ngược lại, ở đâu cũng có một căn nhỏ nhỏ. Eo ơi, Lệ Quyên ơi, sao giàu thế? Từ đó khiến dư luận thêm tò mò về cơ ngơi của nữ ca sĩ. Trên thực tế, Lệ Quyên đã sở hữu loạt biệt thự khủng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Mỹ, không hề nhỏ nhỏ với như cách của cô nói. Năm 2021, Lệ Quyên xây một căn biệt thự tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn với diện tích gần 600m2. Cơ ngơi của cô đã được thiết kế sang trọng hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, không gian mở có thể đón nắng từ nhiều phía. Bên trong bài trí nội thất xa hoa, ở ngoài là khu vườn xanh mướt và hồ bơi rộng lớn. Lệ Quyên còn dành riêng không gian để treo ảnh của mình và tình trẻ Lâm Bảo Châu trưng bày những món đồ hiệu đắt đỏ. Tháng 10 năm 2021, biệt thự của Lệ Quyên bị kẻ gian lấy ảnh giao bán với giá 3,6 tỷ đồng. Giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn khi ấy đã bày tỏ sự bức xúc, cho biết mức giá đó chỉ đủ tiền mua cái cổng. Điều này chứng tỏ giá trị của căn biệt thự rất là sang trọng và xa hoa. Nhưng mà Lệ Quyên sống ở một khu biệt thự xa hoa như thế mà lại bị kẻ gian lấy mất, thật là đáng phải suy ngẫm. Bởi vì những khu đô thị sang trọng đều có an ninh rất là nghiêm ngặt. Ngoài biệt thự ở Sài Gòn, Lệ Quyên còn sở hữu một căn nhà rộng lớn tại thủ đô Hà Nội. Cơ ngơi của nữ ca sĩ được thiết kế sang trọng, lấy tông màu trắng và vàng làm chủ đạo. Dịp Tết Nguyên đán 2023, giọng ca Nếu Em Đã Chọn Nữa từng khoe một vài góc trong căn nhà này khiến khán giả bày tỏ sự choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, có thể trưng bày được nhiều chậu hoa to mang cảm giác ấm cúng. Mình ở Hà Nội mà cũng không biết căn nhà này ở khu nào, chắc là một căn biệt thự rất rộng ở Hồ Tây hoặc là khu Shibuya gì đó. Gần đây, Lệ Quyên chia sẻ những hình ảnh biệt thự tại California, Mỹ được mua vào 6 năm trước với giá 1,5 triệu đô, hơn 36 tỷ đồng. Cơ ngơi của nữ ca sĩ rộng 400m2, trang trí, nội thất sang trọng, có sân vườn và tiểu cảnh. Lệ Quyên cho biết cô mua căn biệt thự này khi vừa mới xây xong, ý định là để cho con trai khi sang Mỹ du học, đồng thời làm cơ sở nơi để ca sĩ nghỉ ngơi mỗi khi lưu diễn ở xứ Cầu Hoa. Ngoài ba căn biệt thự khủng, Lệ Quyên còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị khác như đồ hiệu, trang sức, xe sang. Cô từng gây choáng ngợp khi lái chiếc xe hộp trị giá gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tậu thêm ba chiếc xe sang khác với giá từ 2 đến 5 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng thường xuyên khoe ảnh mua đồ hiệu, trang sức đắt đỏ. Song nữ ca sĩ lại khẳng định rằng mình không giàu. Cô chia sẻ: "Nói tôi giàu thì không đúng đâu. Tôi nói thật không hề giàu. Nghệ sĩ là luôn luôn được mặc đẹp, được chỉn chu nhé. Những thứ lóng lánh tôi đeo là một mọi người đang thấy chỉ để mọi người ngắm cho vui thôi. Những cái đó không nói nên điều gì. Ai nói nghệ sĩ giàu bao giờ? Chỉ đủ ăn mà thôi. Lệ Quyên nói chỉ đủ ăn mà thôi. Ai cũng muốn chỉ đủ ăn như Lệ Quyên. Các bạn ạ, các bạn bảo Lệ Quyên chỉ đủ ăn, tôi thấy kinh khủng. Đủ ăn của Lệ Quyên là cực kỳ xa hoa và xa xỉ. Nói đến Mi Sói thì ai cũng biết, bởi vì Mi Sói là nhân vật rất nổi tiếng trong phim Quỳnh Búp Bê. Nhưng nói đến Thu Quỳnh, người đóng vai Mi Sói thì ít người biết đến. Vậy chúng ta hôm nay sẽ nói đến Mi Sói là Thu Quỳnh đóng. Bất ngờ nhắc lại scandal lộ clip nhạy cảm 5 năm trước, chia sẻ của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, Thu Quỳnh Mi Sói là khách mời xuất hiện trong tọa đàm An Toàn Trên Không Gian Mạng cho sinh viên. Nữ diễn viên cho rằng người dùng mạng xã hội có thể vô tình biến mình thành người cả tin, dễ phán xét nhau trên không gian mạng. Kể ai sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là sinh viên, cũng có thể là thủ phạm lan truyền thông tin sai lệch, gây hậu quả khôn lường. Ranh giới giữa nạn nhân, thủ phạm rất mong manh. Đó là những lời chia sẻ của Thu Quỳnh với các bạn sinh viên. Ngoài ra, bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bất ngờ nhắc lại sự cố vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm cách đây 5 năm trước. Theo đó, Thu Quỳnh kể trong lúc đưa con đi chơi, cô nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của người quen về video nhạy cảm gắn tên Mi Sói, nhân vật của Thu Quỳnh trong phim Quỳnh Búp Bê, được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người quen, bạn bè gọi điện cho tôi, hỏi người trong clip có phải là Thu Quỳnh không. Có người còn khuyên tôi nếu đúng thì nên nhận để mọi người can thiệp giúp. Nữ diễn viên tâm sự về những lần bị lộ clip. Trước sự ồn ào, cô đã nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Người đẹp 8X nhấn mạnh, thay vì lên mạng xã hội để tranh cãi, lời qua tiếng lại khiến câu chuyện đi quá xa, chúng ta hãy nhờ đến cơ quan chức năng để tìm kiếm, bảo vệ bản thân và hỗ trợ kịp thời. Cô chia sẻ, bản thân đã vượt qua những thông tin bịa đặt nhờ có gia đình, bạn bè và luôn đồng hành. Đến hiện tại, Thu Quỳnh cho hay đôi lúc cũng nhận được những tin nhắn quấy rối hoặc nội dung bình luận sai sự thật trên trang cá nhân từ hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội. Thực sự ngoài đời thực, các ca sĩ diễn viên cũng sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn, tức nhà mời gọi đi chơi của các đại gia và
quấy tin nhắn quấy rối của các khán giả, các fan họ yêu thích, và cũng và tin nhắn của những người yêu rất là ghét, những người không thích. Đó là thực trạng của ngày nay. Thu Quỳnh là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng trong nhiều bộ phim của VTV như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Tân, Hành Trình Công Lý, mới nhất là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Vào tháng 4 năm 2023, Thu Quỳnh đã hoàn thành 2 năm học chuyên ngành đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn bản thân có nhiều trải nghiệm với vai trò mới. Ngoài diễn xuất, cô còn công tác tại nhà hát tuổi trẻ, nhận nhiều quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Ở tuổi 35, Thu Quỳnh vẫn giữ được ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, tài năng và xinh đẹp, nhưng Thu Quỳnh lại có đường duyên tình duyên không mấy suôn sẻ. Hiện tại cô đang là mẹ đơn thân. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh con trai cao lớn và hiểu chuyện. Thu Quỳnh ngày xưa kết hôn với diễn viên. Thu Quỳnh từng kết hôn với Chí Nhân, cũng là đồng nghiệp và cũng là diễn viên khá nổi tiếng. Nhưng sau một năm, do không hợp, họ đã chia tay và đã có một con trai chung. Và bây giờ rất lớn mà